lửa. Được em trai dẫn đi đặc sản Đà Nẵng, bún mắm bún mắm nêm đấy đúng. Để đi vô trong coi thử ăn coi thử sao. Món này ăn vào những buổi trưa nắng như vậy thì rất là thích hợp luôn. Được em trai dẫn đi đặc sản Đà Nẵng. Cho con quay chút xíu nha. Được rồi, mình quay đi. Dạ. Có thấy đường không? Dạ thấy. Đây. Hai tô. Có nem nè. Có nem chua nè. Cái này chiên này là cái gì vậy? Chả chiên. Có tai heo nè. Ớt ha. Mắm nha, nghe mùi rất là thơm. Quán mình bán lâu lắm rồi hả chú? Dạ, quán này mình bán bao lâu rồi chú? Bà lâu rồi, chục năm rồi, có hơn chục năm rồi. Hơn chục rồi hả chú? Bà thấy là 20, gần 30 năm. Trời ơi, đến 27 tuổi ấy. Thì tăng từ tôi hứa chứ. Kè luôn, ba giá luôn là phải 60 năm. Dạ, chú. Dạ, dạ, ăn mà. Dạ vậy rồi con nghe được ăn bún gia truyền rồi, cô đúng chỗ rồi. Đi hồi nếm thử là nó chả mình vừa cái này thật phồng nữa vô đó vô là hấp dẫn. Mát hả? Hay quá bảo giao được ăn bún gia truyền. Ớt này ớt ở Đà Nẵng thì biết rồi, cay xé lưỡi. Ăn ruột hả?